Xin được mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh chúc cho tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Thưa quý vị và các bạn, xem tử vi cho tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 trong tháng 1 âm lịch sẽ giúp cho quý vị và các bạn chúng ta nắm rõ được về tiền tài, gia đạo, sức khỏe và công danh sự nghiệp của mình trong tháng 1. Khi biết trước được thiên cơ, bạn có thể lên cho mình những kế hoạch hành động cụ thể để mọi việc được diễn ra suôn sẻ và thuận lợi nhất. Trong chương trình ngày hôm nay thì thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt sẽ giúp cho quý vị luận giải về lá số tử vi của tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989, giúp cho quý vị biết được sao hạn và cách phòng tránh, đồng thời cũng đưa ra những phương pháp hóa giải giúp cho gia chủ tuổi Kỷ Tỵ luôn có được tài lộc, may mắn và bình an. Và cụ thể như thế nào thì sau đây xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng dõi theo phần luận giải về tử vi chi tiết cho tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 với sự trợ duyên và tư vấn của thầy Gia Cát. Xin mời quý vị. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Thưa quý vị, Kỷ Tỵ sinh năm 1989 là người thông minh, sáng dạ, có khí chất, hấp dẫn, mưu lược và bí ẩn. Kỷ Tỵ không thuộc tiếp người bốc đồng, phô trương. Họ kín đáo, hành xử âm thầm, khả năng tự lập cao. Họ thường thích đọc sách, nghe nhạc, thích ăn ngon, mặc đẹp và bị thu hút bởi cái đẹp. Nữ Kỷ Tỵ quyến rũ nổi bật, nam Kỷ Tỵ nho nhã, lịch sự và có khí chất. Đại Lâm Mộc là cây lớn giữa rừng che chở cho muôn loài. Người mệnh này giàu lòng trắc ẩn hay giúp đỡ người khác. Kỷ Tỵ có khả năng quan sát, học hỏi và rút ra nhiều bài học cho bản thân qua việc theo dõi thất bại của người khác. Kỷ Tỵ xoay chuyển tình thế rất tốt, những lúc gặp khó khăn, họ luôn kiên nhẫn, phân tích kỹ càng để tìm ra mấu chốt của vấn đề rồi giải quyết một cách ổn thỏa. Trong tháng này, tử vi của người tuổi Kỷ Tỵ rất nhiều phương diện vẫn chưa được ổn định. Đặc biệt, nữ mệnh rất dễ vướng vào tranh chấp tình cảm, không những bị lừa tình, lừa tiền mà còn có thể gây tổn hại đến danh tiếng và hình ảnh của bản thân. Phương diện công việc cũng không được như ý, bản mệnh dễ phải chịu những sự chèn ép, cạnh tranh không lành mạnh ở nơi làm việc. Bản thân con giáp này không phải là người giỏi ăn nói, dù gặp bất công cũng không biết đấu tranh vì quyền lợi của mình, dễ chịu thiệt thòi. Xét về thiên can, Kỷ Âm Thổ gặp Nhâm Dương Thủy nên gọi là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này cần phải chú ý về lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cũng cần phải khôn khéo, tránh bị áp chế, sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tháng này khá khó khăn đối với những mệnh chủ Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Công việc của con giáp này bắt đầu sa sút. Bản mệnh gặp đủ chuyện phiền phức và rắc rối, không thể nào kiểm soát được tình hình. Dù bản mệnh đã cố gắng, có thể đảm bảo được tiến độ công việc nhưng cũng không được như ý muốn. Trong tháng, khối lượng công việc tăng, xung đột mâu thuẫn với lãnh đạo ngày càng nhiều. Sự nghiệp Kỷ Tỵ khó phát triển như ý muốn, khó được cất nhắc. Vì quá tự tin thành ra kiêu ngạo, không chịu lắng nghe ý kiến phân tích của bất kỳ ai. Trong cuộc tranh luận với cấp trên, dù bạn là người đúng đi chăng nữa thì cũng cần phải chú ý cách diễn đạt, chớ nên nói những lời khó nghe, bởi làm mất lòng người lãnh đạo thì bạn sẽ lại càng khó đạt được điều mà mình mong muốn. Trong mối quan hệ với đồng nghiệp, chớ tỏ ra mình là người có vị thế cao hơn, điều đó có thể làm mọi người cảm thấy chướng tai gai mắt và không muốn giúp đỡ bạn nếu gặp khó khăn. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ Kỷ Tỵ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Theo tử vi, tình hình tài chính không được dư giả, thậm chí bạn và anh chị em trong nhà dễ xảy ra tranh chấp trong việc phân chia tài sản, gây ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Hãy có cách xử lý khéo léo việc này để mọi việc không đến mức đi quá xa. Trong đầu tư kinh doanh, chớ vội tin theo lời rủ rê của người quen đã lâu không liên lạc. Việc đầu tư kinh doanh không hề đơn giản, nhất là với những người chưa có nhiều kinh nghiệm. Do công việc không thuận lợi nên tiền không đủ dùng. Nếu bạn thiếu tiền, tốt nhất là nên nhờ sự giúp đỡ của người thân hoặc bạn bè thay vì chọn một khoản vay, bởi có thể khiến cho bạn bị lừa đảo. Bạn hãy lên kế hoạch cho tháng sau để tăng thu nhập, duy trì tài chính và cần phải thận trọng,
không hành động bốc đồng. Con giáp này cần phải lập kế hoạch tài chính cho mình, giảm bớt những chi phí không đáng có, cần nhìn xa trông rộng, đừng dễ dàng thỏa mãn nhu cầu của bản thân mà về sau lại phải hối hận. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý gia chủ để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Vận trình sức khỏe của người tuổi Kỷ Tỵ theo tử vi tháng 1 âm lịch cho rằng tình trạng không được tốt cho lắm. Mệnh chủ Kỷ Tỵ thường cảm thấy đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, ngủ không sâu giấc, nên nhanh chóng đi đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ, tránh những hậu quả đáng tiếc. Nên cân bằng cuộc sống và công việc, đừng tự tạo quá nhiều áp lực cho mình. Các gia chủ Kỷ Tỵ có khả năng mắc bệnh liên quan tim mạch nên phải hết sức đề phòng những nơi tối tăm ẩm thấp, những nơi u uất không nên qua lại nhiều, tránh ức chế những chuyện vô bổ. Phải khám sức khỏe định kỳ thường xuyên và hơn nữa là tập luyện thể dục thể thao, ăn uống và có chế độ tốt, điều dưỡng cơ thể. Các quý gia chủ Kỷ Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ Kỷ Tỵ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Vợ chồng người tuổi Kỷ Tỵ thường xuyên rơi vào cảnh mâu thuẫn, xung khắc. Nếu không có cách hóa giải khéo léo, thì tình cảm đôi bên dễ rạn nứt. Đôi bên đều cần phải nhường nhịn và bao dung đối phương nhiều hơn, không nên ép buộc đối phương phải nghe theo ý kiến của mình. Và có vấn đề gì xảy ra, đôi bên cũng nên bình tĩnh trao đổi để đi đến ý kiến thống nhất. Người còn độc thân cần phải chủ động hơn trong việc theo đuổi tình yêu của đời mình. Nếu bạn vẫn còn tiếp tục chần chừ, do dự, thì rất có thể người mà bạn thầm yêu mến sẽ đến với người khác. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2022, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến 1 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 1 Nhâm Dần có nạp âm là Kim và Kim. Tháng Dần, lục hợp hợi, tam hợp ngọ và tuất thành hỏa cục, xung thân, hình tỵ, hại tỵ, phá hợi và tuyệt dậu. Đối với người tuổi Kỷ Tỵ trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 3 tháng 1 năm 2022, tức ngày 3 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Hợi, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 15 tháng 1 năm 2022, tức ngày 15 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Hợi, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch, ngày 27 tháng 1 năm 2022, tức ngày 27 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Hợi, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Kỷ Tỵ trong tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 12 tháng 1 năm 2022, tức ngày 12 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thân, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch ngày 24 tháng 1 năm 2022, tức ngày 24 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thân, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây chính là 2 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm thì vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải của Phong Thủy Gia Cát thì quý vị cũng đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng 1 âm lịch và từ đó thì chúng ta sẽ có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp đến. Diễm Quỳnh rất cảm ơn tất cả quý vị vì đã quan tâm theo dõi đến cuối chương trình và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng lần sau trên kênh Phong Thủy Gia Cát.